Báo cáo với lại quý vị và các bạn, trước khi rào cái máy phụt khói cho chú hàng xóm, quay lại cho mọi người xem cái máy phụt khói công suất lớn. Mấy ngàn này có tiền. Đấy, cái máy này 10 mắt nhá. Máy này nó phụt ra thì thôi rồi. Cho nó ăn điện nhá. Thì đương nhiên là phải cho nó ăn điện. Này. Ôi trời, nó phụt như thế này. Đấy, mát lắm. Nó phụt ra khói nhưng mà khói này nó lại mát nên không như khói hun chuột. Cái này mà phụt vào hang chuột là chuột cứ cười hành khảnh. Mát. Ơ thật, chuột đấy, không những không rè. Đấy, 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 phụt vào hang chuột là chuột cứ cười hành khảnh ở bên trong ấy. Thì đấy, mát, rõ ràng khói nhưng mà đây này. Rõ ràng khói nhưng mà khói lại khói mát. Đấy, hiểu không? Sướng. Thôi đây dừng video ở đây để gì thôi. Để giao cho chú hàng xóm thôi. Này. Đấy. Cái này là đang gió rời thổi, nếu không có gió rời thì nó lên thẳng. Đấy. Mát lắm. Mát lắm. Cái này mà có khi mà nếu mà cái này là ở nhà Yến chứ, nếu mà cái này mà ở nhà mình có khi là pha tí nút lá chuối ở trong này. Đúng vậy, nó pha tí nước lá chuối vào trong này nó lên cái mùi hay phết. Đấy. Này được lắm đấy. Vâng. Khỏe lắm đấy, khỏe lắm. Đấy, điều chỉnh như thế. Đấy, điều chỉnh này. Đấy, muốn lên yếu hay lên khỏe điều chỉnh cái này cái quạt gió mà. Đấy. Úi trời. Ừng cái bụng không? Ôi trời, thôi. Cái này. Cái khói như thế này giống như kiểu. Vâng, giống khói luôn nha. Này xem phim Tây Du Ký là hay có khói này, mà nhìn thấy khói này là hay có yêu quái lắm. Thôi thôi, thế dừng video đây.